Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay gia đình quyến thuộc của thầy Lâm Kim Đắc tập hợp về chùa và có mời chư tăng tu nữ ở chùa Viên Giác, chùa Như Pháp về cùng với chư tăng tu nữ chùa Xử Lý để cúng dường nhân tuần thất giáp năm của thầy Lâm Kim Đắc là một cận sự nam, trưởng ban cư sĩ ở tại chùa Xử Lý vào những năm 79. Thì theo lời thỉnh cầu của thí chủ, là muốn cho quyến thuộc được nghe pháp, cho nên Lâm Anh Thi, con của thầy giáo, đã thỉnh sự thuyết cho nghe thời pháp sáng hôm nay. Lẽ ra thì chúng ta sẽ nghe pháp từ lúc 9 giờ, nhưng mà quyến thuộc tụ họp về trễ quá, cho nên sự chỉ còn lại có khoảng 40 phút để thuyết pháp thôi. Bây giờ các bà con cố gắng ngồi nghe. Thật ra cái chuyện mà nghe pháp nó không phải là cái chuyện dễ. Cái chăng sách thâm mát sâu năng khó nghe được Phật pháp, vì đa phần chúng sanh không có niềm tin về Phật pháp, nghe sẽ không hiểu, rồi không có cái sự cố gắng để mà thực hành theo những cái điều lợi ích mà Phật pháp Đức Phật Ngài đã thuyết, thì có đành đành phải chịu thôi. Nhưng mà cái phần sự, cái trách nhiệm của sư ở trong tăng chúng, thì những lần mà các Phật tử chúng ta về để mà cái tăng cúng dường, thì sư phải có một vài lời đáp từ cho quý vị nghe hiểu. Vì chúng ta cần phải hiểu như thế này. Thứ nhất á, là ở trong cái cuộc sống của chúng ta, mỗi con người, dầu cho chúng ta có thích Đức Phật hay là không thích Đức Phật, dầu chúng ta có quy Tam Bảo hay là không có quy Tam Bảo, nhưng một điều chắc chắn là chúng ta phải biết, hễ có cái thân này là phải bị già, bị bệnh, bị chết. Bây giờ quý vị suy nghĩ nè, như thầy Lâm Kim Đắc là một người Phật tử thuần thành, đã quy y Tam Bảo từ lâu, thế rồi thầy cũng phải cái thân cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Bây giờ ở trong quý thuộc những người mà không có quy y Tam Bảo, không phải là Phật tử, hỏi họ có sống trẻ khỏe hoài được hay không, hay là họ vẫn bị già, bị bệnh, bị chết? Chúng ta phải tự hỏi đi. Vì Đức Phật Ngài dạy rằng là mạng sống này nó không có chắc chắn, Athu Văn Chi Vi Tăng, nhưng mà cái sự chết là một điều chắc chắn phải xảy ra.
Maranang thú quăng. Cái đời sống này, cái mạng sống này chúng ta bất định. Có khi chết trẻ, có khi trung niên, có khi chết già. Nhưng mà cái sự chết là nhất định. Nhất định. Cũng như cái câu nói của nàng chức nữ Besakara Thita, con gái của ông thợ dệt ở tại thành Alawi. Cô ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật và cô ta hàng ngày niệm sự chết quen. 3 năm sau Đức Phật ngài đi du phương, ngài trở lại thành Alawi. Cô chức nữ đó, cô đi đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi con từ đâu đến. Cô ta nói dạ không biết. Đức Phật hỏi tiếp câu thứ hai, rồi con sẽ về đâu. Nói dạ con không biết. Đức Phật mới hỏi gặn lại, hỏi con không biết thật à. Nói dạ con biết, con biết thật. Đức Phật mới hỏi là có biết chắc không. Cô nói dạ con không biết. 4 câu hỏi Đức Phật mà cô ta 3 câu cô ta đều nói là không biết, chỉ có 1 câu cô ta nói là cô ta biết. Cái cả cái hội chúng ngồi nghe pháp vậy ồn ào lên, nói rằng cô này cũng sắc sược, cô trả lời giống như là cô giỡn chơi với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật ngài bảo tất cả im lặng. Xong rồi ngài mới hỏi, này tín nữ, tại sao khi Như Lai hỏi con từ đâu đến, con lại trả lời là không biết. Thì cô ta mới đáp bạch Đức Thế Tôn, lẽ thường Đức Thế Tôn biết con và tất cả mọi người từ nhà đi đến đây. Nhưng mà con nghĩ rằng là Đức Thế Tôn không hỏi như vậy, mà Đức Thế Tôn hỏi con từ đâu sanh đến đây, từ cõi nào mà sanh đến đây, cho nên con trả lời không biết. Đức Phật là sa thú, lành thai, lành thai. Xong rồi cái ngài mới hỏi, vậy thì khi mà Như Lai hỏi con sẽ đi đâu, con sẽ về đâu, tại sao con nói không biết bạch Thế Tôn. Con nghĩ rằng Đức Thế Tôn không hỏi con cái việc mà nghe pháp xong rồi về đâu, về nhà hay sao. Ngài như biết rõ là con sẽ về nhà, nhưng mà con nghĩ rằng Đức Thế Tôn hỏi như vậy có nghĩa là sau khi chết con sẽ sanh về đâu, từ đâu sanh lại là không biết, rồi chết ở đây mà sanh đi chỗ khác, đi cảnh giới khác cũng không biết. Cho nên trả lời 2 câu. Nhưng mà câu thứ 3 thì Đức Phật là hỏi con có biết thật không, tại sao con nói con biết, lần này con trả lời không biết. Bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn hỏi câu thứ 3, con nghĩ rằng Đức Thế Tôn muốn hỏi là con có biết thật, biết chắc chắn rằng con sẽ bị chết không. Bạch Đức Thế Tôn, con đã thực hành niệm chết 3 năm rồi theo lời của Đức Thế Tôn, và con biết chắc chắn một điều, tất cả mọi người ai cũng phải chết, có thân đây phải bị chết là một điều chắc chắn, cho nên con mới trả lời là con biết. Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng vậy tại sao Như Lai hỏi cái câu cuối cùng con không biết thật à, nên lại trả lời là dạ con biết, là sao. Bạch Đức Thế Tôn, câu thứ 3 con trả lời là con biết á, là vì rằng có thật đây là biết phải chết, nhưng mà một điều mà con không thật biết là ý Đức Thế Tôn muốn hỏi con
Con có biết là con chết vào cái thời điểm nào không? Lúc nào? Chết ở đâu? Và chết bằng cách gì? Ba cái trường hợp đó làm sao con biết? Tức là chết hồi trẻ hay chết trung niên, chết lão niên làm sao mày biết? Cho nên bất định. Rồi chết ở đâu? Chết ở trong nhà hay chết ở ngoài đường? Chết ở trên bờ hay chết ở dưới nước? Làm sao con biết? Cho nên con trả lời không biết. Con không biết thật. Rồi chết bằng cách nào? Tức là chết do bệnh hay là chết do bị trúng gió hay cho ăn trúng độc, hoặc là chết do người ta hãm hại? Thì cái chuyện đó bệnh Thế Tôn con không biết. Đức Thế Tôn ngày tán thán, ngày khen ngợi sa thú lành thai. Rồi ngài mới nói với hội chúng rằng cái cô tín nữ này, cô có trí tuệ hiểu được cái câu bốn câu hỏi của Như Lai một cách rõ ràng và đáp như vậy, cho nên hội chúng nên tán thán cái trí tuệ cô ta, chứ đừng có khiển trách. Rồi Đức Thế Tôn ngài nói lên một bài kệ, và sau khi nghe bài kệ đó, cô chức nữ cũng đắc quả Tu Đà Hoàn. Chiều hôm đó cô ta đi đến cái hãng dệt của cha, và chẳng may bị cái con thoi nó đâm vào ngực mà chết. Cô ta sanh về cõi trời Đâu Xuất. Thì ở đây đó, chúng ta phải biết chắc một điều là chúng ta rồi ai cũng phải chết. Nhưng mà bây giờ có những người họ biết như vậy, nhưng mà họ lại vô minh. Họ không biết cái cách sống như thế nào để khi mà chết nó có giá trị, cái chết có giá trị. Cho nên hôm nay sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta, các bà con, là cách mà chúng ta hiểu về cái sự chết. Chắc chắn ai cũng phải chết. Khó thân là phải bị già, bị bệnh, bị chết. Nhưng mà có những người chết trong cái vinh quang, có người chết ở trong cái bóng tối, có người chết trong cái sự tỉnh táo, còn có người chết trong cái việc sự mê loạn. Có người chết để sanh, để cái tiếng thơm ở đời. Có người chết để cho ở đời người ta nguyền rủa. Có người chết sanh thiên, còn có người chết thì sanh đọa địa ngục. Bây giờ chúng ta phải tự quyết định cuộc đời của mình. Nó dễ lắm. Quý vị đừng có cho rằng những cái lời dạy này của Đức Phật mà xin nhắc lại đây là những cái điều đó là mê tín dị đoan, khó đâu. Chúng sanh mà ngu si thiểu trí thì mới thấy rằng là đi đến với đạo Phật, đi đến với Đức Phật là mê tín. Người kẻ mà vô thần đoạn kiến, họ bác bỏ đời sau, họ không tin có nghiệp báo thì họ mới nói như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng bắt chước họ và chúng ta nói theo kiểu đó, vì chúng ta thấy rõ ràng trước mắt là Đức Phật dạy có thân đây là phải bị già. Tất cả chúng ta rồi sẽ phải bị già. Chúng ta có thân đây, chúng ta cái thân này là ổ bệnh tật, phải bị bệnh. Chúng ta có thân này là đương nhiên là ai cũng bị bệnh. Bây giờ thử hỏi quý vị, nói thật đi, quý vị hàng ngày quý vị có bệnh không? Đi khám bệnh, đi bác sĩ nói người thì áp huyết cao, người thì có mỡ trong máu, có người thì bị tiểu đường, người bị gan, bị thận, bị tim, có đủ thứ trong cái thân. Không ai là không khỏi bệnh. Và trong cuộc sống chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn để xem có hồi xưa đến bây giờ, hồi nhỏ lớn, chúng ta có chứng kiến được cái đám ma nào chưa? Chứng kiến coi cái trại hòm nó có bán được hay không? Nếu chừng nào mà quý vị thấy rằng cái trại hòm mà không có ai mua hàng hết, và có người sống sau từ nhỏ đến lớn và đến bây giờ họ vẫn khỏe mạnh, vẫn tươi trẻ, mà
50 năm, 60 năm rồi mà họ vẫn còn tươi trẻ, chưa thấy già, chưa thấy bệnh, chưa thấy chết, thì lúc đó quý vị hãy phủ nhận Đức Phật. Còn bây giờ thì rõ ràng là chúng ta ai cũng phải bị già, bị bệnh, gì chết. Cái đó là điều chắc chắn, là Đức Phật nói chính xác. Bây giờ chúng ta có cái cách sống như thế này, có 5 điều nhưng mà sư chỉ nói 4 điều thôi trong một bài kệ Pháp Cú, chứ khỏi tách ra từ cái bài kệ khác. Một cái bài kệ mà Đức Phật ngài dạy 4 điều chúng ta cần phải chú ý. Vui thay giữ đến già, vui thay tính an trú, vui thay chết có phước, vui thay không làm ác. Quý vị nhớ 4 câu đó thôi. Con người sống ở đời đó, chúng ta ai cũng biết lựa chọn cho mình những cái y phục màu đen để mặc, ai cũng biết tắm rửa trang điểm cho cái thân nó xinh xắn, ai cũng biết hàng ngày lựa chọn những cái món ăn cho ngon lành, cho hợp khẩu vị. Nhưng mà không ai nghĩ rằng là mình không, tại sao mình không có trang điểm cho mình bằng cái giới hạnh? Không ai nghĩ hết. Cái giới hạnh là gì? Tức là nếu mà chúng ta biết có thân bị già, bị bệnh, bị chết á, thì chúng ta quyết định là từ đây cho đến già, đến chết, ta không sát sanh, không giết hại sinh vật nào hết. Vì mình tôn trọng mạng sống mình thì chúng sanh khác họ cũng biết tôn trọng mạng sống của chính bản thân nó vậy. Mình sợ chết thì tại sao mà mình nỡ mình giết hại chúng sanh khác? Cho nên chúng ta giữ giới, không trộm cắp tài sản của mình mà ai lấy mình tức lắm. Thì như vậy hãy lấy mình làm thí dụ, cho nên mình phải giữ giới là không có trộm cắp gian tham của ai hết, không tà dâm. Tức là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nghĩ cái cuộc sống gia đình của chúng ta được an vui hạnh phúc là cái gia can của chúng ta nó còn nguyên vẹn, nó không có bị ai ở bên ngoài mà chọc vô để mà phá hủy. Thì ngược lại chúng ta giữ giới là chúng ta đừng có phá hoại gia can người khác. Đó là ba điều thuộc về, ba giới thuộc về thân. Bốn giới thuộc về khẩu á, tức là chúng ta nguyện đến trọn đời tôi chỉ nói lời chân thật, không nói dối. Dầu nói dối để mà chơi cũng không nói. Thứ hai là cho đến trọn đời tôi chỉ nói những lời hòa hợp, đem lại cái sự hòa hợp cho người khác, chứ không có ly gián, không có chia rẽ. Thứ ba là trọn đời tôi chỉ nói lời dịu ngọt, chứ không có mắng giết chửi rủa, nói lời độc ác để chúng sanh khác nghe mà tức. Thứ tư là chúng ta nguyện trọn đời không bao giờ nói những điều vô ích nhảm nhí, bởi vì chúng ta đâu còn có thời gian đâu. Cái sự chết mỗi ngày, cái sự già, sự bệnh, sự chết nó gặm nhấm, và sự chết nó gần kề rồi. Cho nên không có thời giờ đâu mà để đi nói chuyện tăng dốc, ngồi lê đôi mắt đó. Cho nên chúng ta giữ 4 cái giới khẩu, như vậy là 7. Một cái giới nữa là chúng ta phải giữ cái giới nuôi mạng chân chánh. Đời sống của chúng ta là phải có chánh mạng. Giống như chim hay là thú rừng, nó sống ở trong khu rừng thì loài nào nó tự đi kiếm ăn theo loài đó, không ai xâm phạm ai. Còn loài người của chúng ta đó, thì do vì chúng ta ăn tạp nhiều quá, có những cái chúng ta ăn được, chúng ta xài được,
chúng ta cũng lấy cắp của người khác. Mà có những cái chúng ta không ăn được, chúng ta cũng lấy cắp, lấy trộm của người khác, làm cho người khác mất mát tài sản, người ta cảm thấy đau khổ. Như vậy thì chúng ta phải sống chánh mạng, tức là bằng mồ hôi nước mắt của mình tạo ra. Cái đó là chúng ta giữ giới đến già, đó là an vui. Dù chúng ta có chết chúng ta cũng được an vui. Thứ hai nữa là tính an trú. Trong cuộc sống này đó, nó thật với quý vị, những người mà không có bốn loại niềm tin này là người đó kể như là đời sống của họ rất là xui xẻo. Bốn loại niềm tin là như thế nào? Một là chúng ta chỉ tin nhân, tin quả, tin nghiệp và tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Ở trên đời này không có cái chuyện mà hên xui may rủi, không có ai chiếu mệnh cho ai hết, không có ai mà ban phước tha tội cho ai hết, mà tự người đó tạo cái nhân rồi sanh ra quả. Thí dụ bây giờ chúng ta đi, chúng ta lỡ mà chúng ta trật té thì chúng ta phải biết cái nhân là cái gì. Một là cái do trời mưa cái đường trơn trượt. Thứ hai nữa mình đi mình hấp tấp, mình bước đi vội vã mà mình không có cẩn trọng, cái đó là do nhân mình mới trật té, chứ không có ai xô chúng ta té hết. Rồi chúng ta bị đi ngang đó, ai cũng đi ngang bị té, cái nói cha ở đây chắc có lẽ là có ma có quỷ gì đó nó xô đẩy vân vân, không có đâu. Cái đó là chúng ta phải tin cái nhân, cái gì nó cũng phải có nhân. Rồi tin có quả là khi mà chúng ta làm việc gì chúng ta phải biết, phải nghĩ đến cái hậu quả của cái hành động đó. Đương nhiên hễ mà chúng ta đi ra ngoài trời nắng thì chúng ta bị nhức đầu. Có người thì mỗi lần đi ra, thí dụ như bản thân sư vậy, hễ bữa nào mà sư đi ra ở ngoài đó, từ bên chùa này về bển hải, sư bị chỉ cần mưa lất phất mà nó bám vào da là về, là qua mấy ngày sau là bị cảm liền, bị trúng mưa là cảm liền. Thì hãy đi nắng đi mưa mà bị đó là chúng ta phải biết nó luôn luôn nó phải có cái quả. Hãy có nhân có quả, mà bị quả thì phải tìm cái nhân. Và cái thứ tư là tin cái nghiệp. Kamasaka kamada yada kamayuni, tất cả chúng sanh đều là nghiệp, là sở hữu, nghiệp là tài sản. Chúng ta phải tin rằng cái hành động của chúng ta hàng ngày đó, tốt hay xấu, thiện hay ác, cái hành động đó mình phải thừa hưởng cái quả dị thục của cái hành động đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình cứ việc sống theo ý muốn của mình, cứ làm ác, bất hiếu với cha với mẹ xong rồi, cứ giết hại sinh vật xong rồi, đến khi mà chết thì cứ là rước thầy cúng đến mà tụng kinh rồi cũng siêu thôi. Cái chuyện đó là vô lý thì quý vị, không có đâu. Cái chuyện đó không có đâu. Có thể ngay trong đời sống hiện tại nhìn cái hành động như thế nào là đoán biết được tương lai mình sẽ ra sao. Người ta nói cái câu mà dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, muốn biết đời trước mình làm ác hay làm thiện hay là làm ác như thế nào thì hãy nhìn hiện tại mình đang thọ lãnh cái quả như thế nào. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả nhân, muốn biết đời sau mình ra sao đó thì bây giờ mình hãy nhìn cái hành động của mình đi, là chúng ta biết được đời sau cái vận mệnh của mình tốt hay xấu. Khỏi cần phải xem tử vi gì cả, khỏi cần phải xem tử vi gì hết. Thì đây là một điều mà người Phật tử chúng ta phải biết. Cái đức tin của chúng ta phải an trú ở chỗ đó, rồi tin nơi cái sự giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta phải tin chắc rằng cuộc đời này có Đức Phật, Ngài đã
tìm ra được bốn cái chân lý. Ngài thấy rằng cuộc đời này sanh già bệnh chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Ngài biết cái đó là chân lý về sự khổ. Nhưng mà sự khổ của chúng sanh không phải là tự nhiên ở trên trời rơi xuống, mà sự khổ chúng sanh đó là do nơi cái phiền não, nhất là phiền não vô minh và ái, nó làm cái tập khởi cho cái sự khổ, là cái nhân sinh khổ. Ngày nào mà chúng ta diệt trừ được vô minh là si mê đó và tham ái, chúng ta đừng có sống ở đây mà chúng ta bám víu đời khác thì như vậy đó, là chúng ta được cái sự, chúng ta được cái sự an vui. Thì chỉ chúng ta hiểu ai tìm ra được cái chân lý khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ, và chỉ cho con đường đưa đến sự diệt khổ chính là Đức Phật. Chúng ta tin Đức Phật là để chúng ta thực hành theo cái điều đó, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng đi đến tin Đức Phật, Ngài là một đấng linh thiêng, Ngài có thể hiểu thấu đáo cái sự cầu nguyện van xin của chúng ta, rồi Ngài cứu rỗi, Ngài cứu độ cho mình. Không có cái chuyện đó trong Phật giáo Nguyên Thủy đâu. Quý vị nhớ, trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông không hề có cái chuyện đó. Trong kinh điển Pali chưa hề có cái chuyện đó. Trong kinh điển Pali xuyên suốt, khi mà sư nghiên cứu về tâm tạng kinh điển Pali là chưa bao giờ thấy cái trường hợp đó. Cho nên người Phật tử chúng ta phải có niềm tin ở Đức Phật, là niềm tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật. Hễ người mà có được cái niềm tin an trú rồi thì đó là một điều hạnh phúc. Cuộc sống có giá trị, đi đâu cũng không sợ. Dầu cho có bệnh, có chết cũng không sợ nữa. Còn người mà không có niềm tin, mà sống vô thần, không có tin tội, không tin phước, không tin đời sau, không tin nhân quả nghiệp báo, thì cái người đó giờ phút lâm chung họ hốt, họ run sợ, họ lo sợ. Cũng ví như một người mà đi đường đó, giống như một người đi đường, đi trên cái thảm cỏ, nếu mà trên tay họ có cầm sẵn cái cây gậy và họ có chú ý quan sát, thì như vậy khi họ thấy con rắn bò từ xa là tâm của họ rất bình tĩnh, là họ sẽ đối phó. Cũng như một người mà có sẵn niềm tin nơi nhân quả nghiệp báo, nơi Đức Phật, thì người đó chuẩn bị sẵn sàng, thì trong giờ phút lâm chung là không có sợ cái gì hết á. Lúc mà mình bệnh chung sắp chết á, lúc đó mình nằm suy nghĩ, ồ Đức Phật đã dạy rồi, có thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết, ai cũng phải chịu vậy thôi. Chúng ta nghĩ vậy cho nên chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, cái tâm lý là chúng ta không có sợ chết. Cũng giống như người cầm gậy và có cái sự quan sát vậy đó, cho nên thấy rắn bò đến là không có sợ. Còn người đang khi không đi nhìn trời nhìn đất mà đạp nhầm cái đuôi con rắn, cái ngó lại thấy con rắn là họ hốt hoảng, họ la lên liền. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Cái thứ ba đó, vui thay chết có phước. Đức Thế Tôn dạy rằng này, các thiệt kheo chớ có sợ hãi phước báo, vì phước nó đồng nghĩa sự an lạc, vui nhân xuất khăn, thiên qua trần năng. Và chúng sanh ở đời họ ngu si thiểu trí, làm ác họ không sợ, sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, họ không sợ đâu. Nhưng mà mỗi lời mà nghe nói làm việc từ thiện, đi chùa lạy Phật, bố thí, cúng dường, hoặc là nghe kinh điển nói rằng người con là phải giữ cái chữ hiếu, phải có hiếu đối với cha, đối với mẹ, nghe như vậy nó cười, nó biểu môi nói rằng cái lỗi thời quá rồi, chúng sanh vậy. Nghe nói đến thiện pháp thì nói lỗi thời,
Nhưng mà cái chuyện nhậu nhẹt say sưa, cờ bạc rượu chè thì nó không nghĩ rằng cái đó là giết chết nó. Nó không nghĩ gì chúng sanh đó. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải sáng suốt. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cố gắng gìn giữ tài sản, tạo dựng tài sản như thế nào thì cái tài sản tinh thần là phước báo. Vì người mà khi chết có phước là đem tài sản đó đem theo đi. Đức Phật là ví dụ. Này Bà La Môn, như một căn nhà đang cháy, những cái vật dụng gì ở trong nhà mà được lấy ra được đó, thì cái đó mới còn, mới đem đến cái lợi ích cho người chủ nhà. Chứ còn mà cháy thành trang, thành thang hết thì làm sao mà lợi ích. Cũng vậy, trong cuộc sống này, vườn đất, nhà cửa, y phục, vàng bạc, châu báu, luôn cả họ hàng bên nội bên ngoại, không có ai mà chúng ta có thể đem theo qua được thế giới bên kia hết. Chỉ trừ khi là phước báo. Bây giờ chúng ta để một đống vàng đó, chúng ta cất giữ trong gương, trong rương đó, trong cát sắt đó, khi chúng ta chết không có đem theo được cái cục vàng nào hết. Khi chúng ta chết có nghĩa là cái thân này nó bị thiêu cháy bởi già, bởi bệnh, bởi chết, không đem theo được cái thứ tài sản đó đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết khôn đó, thì cái tài sản, cái vàng bạc châu báu đó, chúng ta đem ra, chúng ta phân phát, chúng ta bố thí cho người nghèo khổ, hoặc là chúng ta phân phát cho bạn bè thân hữu, cho bà có cái thuộc nuôi cha nuôi mẹ, hay là chúng ta đi cúng chùa, chúng ta làm phước. Thì khi mà chúng ta lâm chung đó, chính do cái công đức này, cái phước báo này làm hành trang để chúng ta đem theo qua thế giới bên kia. Tiền thân của Đức Phật là một vị Bồ Tát. Ở quá khứ xa xưa, Ngài là vị Bồ Tát tên gọi là Pandita. Khi Ngài 7 tuổi, công tử được 7 tuổi, công tử Pandita được 7 tuổi thì cha mẹ Ngài qua đời. Người quản gia đó mới lo giữ cái kho tài sản dùm cho tiểu chủ, đợi đến khi trưởng thành rồi mới giao tài sản lại cho. Đến khi mà Bồ Tát được 16 tuổi trưởng thành rồi, hồi xưa thì 16 tuổi là tuổi thành niên, còn mình bây giờ là 18. Khi mà trở thành, khi mà đã trưởng thành đó, thì người quản gia mới dẫn đến thưa thiếu chủ, đây là kho này là tài sản của cha ngài, đây là kho tài sản của mẹ ngài, và kho tài sản này là cha mẹ dành dụm để cho ngài. Ngài hãy thừa hưởng ba cái kho tài sản đó. Đức Bồ Tát mới suy nghĩ, cha ta, mẹ ta đã lầm lụm vất vả kỳ cớp để mà để dành tài sản, nhưng mà rốt cuộc thì để phải để lại hết, không có đem theo được một đồng tiền cái Hapana đem qua bờ thế giới bên kia nữa. Tới phiên ta thì ta sẽ đem theo hết sau khi chết. Ngài nghĩ như vậy cho nên Ngài tập hợp gia nhân ở trong nhà lại. Ngài tuyên bố là Ngài sẽ bố thí hết tài sản để Ngài đi xuất gia. Do đó Ngài chia mỗi người một phần, ai về nhà nấy. Xong rồi Ngài cho đánh trống lên loa kêu gọi những người nghèo khổ đi đến nhà của ông bá hộ này để mà lấy quà bố thí. Thì mọi người tụ họp lại, Ngài chia hết. Sau khi làm phước như vậy rồi, cái Đức Bồ Tát Ngài đi vào rừng, Ngài xuất gia làm đạo sĩ, và Ngài đắc thiền chết xem được cõi phạm thiên. Đó là cái câu chuyện Phật giáo chúng ta nhớ chết có phước. Cho nên bây giờ bà con nào mà khôn đó thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình cái hành trang đem theo đi, chứ đừng nghĩ rằng là đợi đến khi mà chết mình có tiền sẵn mà, thì đi thỉnh mà năm
chục, 100 vị thầy, vị sư, tăng ni đến đầy nhà để mà tụng kinh được mà. Hay là làm đám, rình rang được mà. Không phải là đám ma long trọng mà người chết được siêu sanh đâu. Không phải là thầy sư tăng ni đi đến mà tụng kinh nhiều như vậy là người chết được siêu đâu. Mà chính bản thân của chúng ta hồi còn sống chúng ta tạo phước nhiều, chúng ta chết chúng ta mới siêu được, mới siêu sanh nhàn cảnh được. Quý vị cứ nhớ cái quy tắc đó để chúng ta sống. Rồi cái điều cuối cùng là Đức Phật Ngài dạy rằng vui thay không làm ác. Chữ ác ở đây chữ papa, papa năng akarnang. Papa năng akarnang tức là không làm điều xấu là vui. Bây giờ làm điều xấu là làm như thế nào? Ở trong cuộc sống của chúng ta nó kỳ lắm thưa quý vị. Phàm phu chúng ta kỳ lắm. Chúng ta thấy người đó đó đi ngồi lê đôi mách, đi nói chuyện, gặp nhau tán gẫu, gọi là bà tám á, thì chúng ta không thích. Chúng ta nói tối ngày cứ đi nói xấu người khác, nhưng mà chính bản thân mình thì mình cũng khoái nói xấu người khác nhá. Quý vị tự xét lại đi, bản thân mình cũng thích nói xấu người khác, xem đó là cái đề tài nóng, đề tài hot nóng, là có câu chuyện để nói nó vui lắm. Mình không ngờ rằng cái miệng của mình á, mình đi ngồi mình nói hành nói tổ người khác đó, là cái đó là đau khổ cho mình chứ không phải đem sự an lạc. Vì sao vậy? Đến chừng khi mà người này người kia mà họ nghe rồi đó, họ đi đến họ bắt mình ra phải đâu chối. Khổ không? Phải bị đâu chối. Cái đâu chối là bây giờ chúng ta phải muốn, chúng ta tưởng đâu là chúng ta chối, chúng ta nói không, chúng có nói đó, mình chối thêm cái nữa thì nó phiền toái quá. Cho nên ở trong cuộc sống này chúng ta nên nhớ, có những cái thói hư, những cái tật xấu về hành động, lời nói, cái tư tưởng chúng ta đừng làm. Chúng ta luôn luôn chúng ta sống như là mặt trời mặt trăng, nhật nguyệt sáng tỏ, là chúng ta không có hề rung sợ cái gì hết. Đức Phật đã nói rằng một người thiện, một người làm thiện đó, một người mà sống tốt đó, người này khi đi đến hội chúng, họ đến với tâm vạn dĩ, họ không rung, họ không rung sợ, vì họ không, họ trong sáng, họ đâu có gì phải sợ. Rồi một người mà làm tốt đó, cuộc đời của họ ở ngoài thì cũng không có phạm vào cái luật pháp của nhà nước. Rồi ở bên trong đó, đạo đức thì họ không có làm cái gì bậy bạ mà mang tiếng. Thì như vậy cuộc sống của họ, dầu cho họ thấy ở trong xóm, ở trong làng có những người mà họ bị công an bắt bớ hay là bỏ tù, tâm họ cũng, người làm thiện họ không có rung. Bị tại sao vậy? Người kia bị bắt là do hút xì ke hay là bán ma túy, buôn lậu, mua gian bán lậu. Còn bây giờ mình không có mua gian bán lậu, mình không cờ bạc, không rượu chè, thì thử hỏi người ta bị bắt có ảnh hưởng tới mình đâu, mình sợ. Thí dụ bây giờ đi trên đường tham gia giao thông, cái đoạn đường người ta cho tốc độ giới hạn bao nhiêu đó, 80 km/h, chúng ta cứ chạy 79, 78, 79, 78, 79, 78, dầu cho đi qua mặt cả 10 trạm gác bây giờ mình cũng không sợ, mình không rung. Là tại sao vậy? Bởi vì mình không có làm gì phạm lỗi. Còn nếu mà chúng ta đi vượt qua thì chúng ta gặp công an ở xa là ở đây là mặt mày tái xanh hết, là tay chân rung hết rồi. Cho nên là chúng ta biết thì không làm điều xấu là chúng ta không có đau khổ, không làm điều xấu là chúng ta được an lạc hạnh phúc. Cho nên tập đi, chúng ta tập đi, đời sống của chúng ta tập bớt một cái, đừng bao giờ
Chúng ta nói xấu người khác, đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm cho người khác phải bị tuyệt vọng, thất vọng, đau khổ vì lời nói của mình, vân vân. Rồi chúng ta hành động, đừng bao giờ vì hành động của mình mà chúng sanh khác mất mạng. Đừng bao giờ vì mình gian tham mà tài sản người khác bị mất mát. Đừng bao giờ chúng ta để cho cái tình trạng là hễ có mặt mình đi đến thăm gia đình đó là thế nào, gia đình đó họ cũng xào xáo, vợ chồng ly dị với nhau. Đừng bao giờ làm như vậy. Thì như vậy suốt cuộc đời của chúng ta sống an nhiên tự tại, chúng ta không hề có cái sự nao núng lo sợ, đó là chúng ta được hạnh phúc. Cho nên nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng có thân đây phải bị già, bị bệnh rồi chết, nếu chúng ta chỉ nghĩ có một khía cạnh là cái thân này rồi phải bị chết, đó là chúng ta sống bi quan. Đức Phật không cho phép nghĩ cách sống bi quan gì. Mà nhất là những người họ cho rằng chết là hết, cái đó họ rơi vào đoạn kiến nữa, tà kiến, cái đó nguy hiểm nữa. Còn người Phật tử chúng ta biết có thân bị già, bị bệnh thì chết, nhưng mà làm sao khi còn sống mình sống được an vui, và khi nào mình chết mà chết cho được an vui, sau khi chết được tái sanh về cảnh an vui. Thì bây giờ chúng ta thực hành theo bốn cái đó thôi. Chúng ta sống thực hành bốn đó. Một là chúng ta sống có giữ giới, hai là chúng ta an lập niềm tin, thứ ba nữa là chúng ta tạo phước để dành, thứ tư nữa là chúng ta đừng bao giờ làm cái điều ác. Vậy là xong rồi. Thì sư mong rằng thời pháp hôm nay sẽ giống lên một cái tiếng trống để cảnh tỉnh, để cho chúng ta thức tỉnh và chúng ta làm cái điều tốt vậy. Thì đến đây sư xin kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta nghỉ để chúng ta chuẩn bị làm lễ trai tăng cúng dường hôm nay. Với phần phước phát sanh do pháp thí này, sư xin chi phước đến tất cả các vị tu nữ và chư thị nam tín nữ có mặt, mong cho tất cả được thượng duyên trong cuộc sống và luôn luôn được cái sự an vui, có niềm tin nơi Phật pháp và để làm những cái điều thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.